10 câu chuyện tư duy ngược giúp bạn thay đổi cuộc đời. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Pew Pew, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những điều mới mẻ và những câu chuyện ý nghĩa. Các bạn đã bao giờ tự hỏi, tại sao có những người lúc nào cũng thành công, lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng? Bí mật là gì nhỉ? Có thể bạn chưa biết, tư duy ngược chính là một trong những chìa khóa kỳ diệu giúp chúng ta mở ra cánh cửa thành công và hạnh phúc đấy. Và hôm nay, hãy cùng Pew Pew khám phá 10 câu chuyện về tư duy ngược, những câu chuyện có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn cuộc sống và dẫn dắt bạn đến thành công. Bắt đầu nào! Bạn đã bao giờ gặp thất bại chưa? Thất bại có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau, từ những sai lầm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đến những thất bại lớn lao trong sự nghiệp hay các mối quan hệ. Chắc chắn là rồi, vì ai trong chúng ta cũng đã từng vấp ngã. Thất bại là một phần không thể thiếu của cuộc sống và nó không phân biệt bất kỳ ai. Nhưng bạn biết không, thất bại không phải là kết thúc mà là những bước đệm dẫn đến thành công. Mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để chúng ta nhìn lại, đánh giá và cải thiện bản thân. Hãy nhớ câu chuyện về nhà bác học Thomas Edison, người đã thất bại rất nhiều lần trước khi phát minh ra bóng đèn điện. Ông đã trải qua hàng ngàn lần thử nghiệm không thành công, nhưng không bao giờ từ bỏ. Thay vì nản lòng, ông xem mỗi lần thất bại là một bài học quý giá. Mỗi lần thất bại là một bước tiến gần hơn đến thành công. Edison từng nói, "Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hoạt động." Câu nói này không chỉ là một lời khẳng định về sự kiên trì, mà còn là một bài học về cách nhìn nhận thất bại. Tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường đã giúp ông biến những thất bại thành động lực để tiếp tục cố gắng. Đó là một minh chứng rõ ràng rằng, nếu chúng ta không từ bỏ, chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến thành công. Bạn cũng vậy, hãy xem mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để học hỏi, rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Hãy tự hỏi bản thân, mình đã học được gì từ thất bại này? Và làm thế nào để mình có thể làm tốt hơn lần sau? Đừng sợ thất bại, hãy học cách đứng lên từ chính nơi bạn vấp ngã. Mỗi lần bạn đứng dậy, bạn sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Hãy nhớ rằng, thành công không phải là con đường thẳng tắp, mà là một hành trình đầy chông gai và thử thách. Mỗi bước đi trên con đường đó đều mang lại cho chúng ta những bài học quý giá, giúp chúng ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Vì vậy, hãy đón nhận thất bại như một phần của cuộc sống và biến nó thành động lực để tiến lên phía trước. Cuộc sống không phải lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Sẽ có những ngày u ám, những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng bạn biết không, hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình. Đừng mãi kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi, mà hãy học cách trân trọng và tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị xung quanh. Đó có thể là một tách cà phê thơm ngon vào buổi sáng, là nụ cười rạng rỡ của người thân, là tiếng chim hót líu lộ trong vườn nhà. Bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra cuộc sống này thật đáng yêu và đáng sống biết bao. Bạn có biết cuộc sống giống như một dòng sông? Nếu bạn cứ mãi đứng yên, bạn sẽ bị dòng đổi xô đẩy và bỏ lại phía sau. Cuộc sống không ngừng chuyển động, và nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ bị bỏ lại. Chỉ khi nào bạn dám thay đổi, dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, bạn mới có thể khám phá những điều mới mẻ và phát triển bản thân một cách toàn diện. Thay đổi không chỉ là việc làm mới bản thân mà còn là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Hãy nhớ đến câu chuyện về chú sâu bướm. Nếu nó cứ mãi ở trong cái kén chật hẹp, nó sẽ không bao giờ có thể tung đôi cánh rực rỡ và bay lượn tự do trên bầu trời rộng lớn. Chúng ta cũng vậy, nếu không dám thay đổi, chúng ta sẽ không bao giờ biết được khả năng thực sự của mình. Thay đổi có thể là một thử thách lớn, nhưng nó cũng đồng thời là cơ hội để bạn học hỏi, trưởng thành và khám phá những khả năng tiềm ẩn bên trong con người bạn. Đừng ngại ngần, hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, thử thách giới hạn của mình và bạn sẽ bất ngờ về những điều tuyệt vời mà bạn có thể đạt được. Mỗi bước đi mới, mọi thử thách mới đều mang lại cho chúng ta những bài học quý giá và những trải nghiệm không thể nào quên. Hãy nhìn lại hành trình của mình, bạn sẽ thấy rằng những thay đổi đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Và khi bạn chia sẻ những trải nghiệm của mình với người khác, bạn không chỉ giúp họ mà còn tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, nơi mọi người đều dám thay đổi và phát triển. Hãy nhớ rằng, thay đổi không phải là điều gì đó đáng sợ, mà là cơ hội để chúng ta trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Vì vậy, đừng sợ thay đổi, hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình và khám phá những điều tuyệt vời đang chờ đón bạn. Cuộc sống là một hành trình dài, và mỗi thay đổi, mỗi bước đi đều là một phần quan trọng của hành trình đó. Hãy tận hưởng và trân trọng từng khoảnh khắc, từng thay đổi mà bạn trải qua.
Hãy luôn nhớ rằng, bạn có thể làm được mọi điều nếu bạn dám thay đổi và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Trong cuộc sống, chúng ta thường hay so sánh bản thân với người khác, ao ước những điều mình không có, mà quên mất việc trân trọng những gì mình đang có. Bạn có biết, lòng biết ơn là một liều thuốc kỳ diệu giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn. Hãy thử nghĩ xem, bạn có một mái nhà để về, có gia đình yêu thương, có bạn bè tin tưởng, đó chẳng phải là những điều vô cùng quý giá hay sao? Thay vì than phiền về những điều bạn chưa có, hãy dành thời gian để biết ơn những điều tốt đẹp mà cuộc sống đã ban tặng cho bạn. Khi gặp khó khăn, nhiều người trong chúng ta thường chìm đắm trong lo lắng, sợ hãi và than vãn về vấn đề. Chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực, khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, bạn có biết, việc tập trung vào giải pháp thay vì vấn đề sẽ giúp bạn tìm ra lối thoát nhanh hơn. Thay vì để những cảm xúc tiêu cực chi phối, hãy chuyển hướng suy nghĩ của mình sang việc tìm kiếm các giải pháp khả thi. Hãy tưởng tượng bạn đang bị lạc trong một khu rừng rậm. Cảm giác hoang mang và sợ hãi có thể dễ dàng xâm chiếm tâm trí bạn. Việc bạn lo lắng, sợ hãi và đi loanh quanh sẽ chỉ khiến bạn càng lạc đường. Những suy nghĩ tiêu cực không chỉ làm mất thời gian, mà còn làm giảm khả năng tư duy sáng suốt của bạn. Thay vào đó, hãy bình tĩnh quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của con đường, sử dụng la bàn hoặc bản đồ để xác định phương hướng. Hãy nhớ rằng, sự bình tĩnh và tập trung sẽ giúp bạn nhìn thấy những cơ hội và giải pháp mà bạn có thể đã bỏ qua khi hoảng loạn. Cũng như vậy, khi đối mặt với khó khăn, hãy tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp. Hãy xem xét tình huống một cách khách quan và tìm ra những bước đi cụ thể để giải quyết vấn đề. Hãy tự hỏi bản thân, mình có thể làm gì để giải quyết vấn đề này? Những hành động nhỏ nào có thể giúp mình tiến gần hơn đến giải pháp? Ai có thể giúp đỡ mình trong trường hợp này? Đôi khi, việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, từ những người có kinh nghiệm hoặc chuyên gia trong lĩnh vực liên quan, có thể mang lại những góc nhìn mới mẻ và những giải pháp hiệu quả. Việc tập trung vào giải pháp sẽ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, khơi dậy tinh thần lạc quan và sáng tạo để tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Khi bạn chuyển hướng suy nghĩ từ vấn đề sang giải pháp, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Hãy nhớ rằng, mọi khó khăn đều mang trong mình một cơ hội để học hỏi và phát triển. Bằng cách tập trung vào giải pháp, bạn không chỉ giải quyết được vấn đề hiện tại, mà còn rèn luyện cho mình một tư duy tích cực và sáng tạo, giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong tương lai. Mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, với những điểm mạnh, điểm yếu và hành trình riêng. Việc so sánh bản thân với người khác chỉ khiến bạn thêm tự ti, mặc cảm và đánh mất đi giá trị của chính mình. Hãy nhớ rằng, hoa huệ có vẻ đẹp của hoa huệ, hoa hồng có vẻ đẹp của hoa hồng. Mọi người đều có một vị trí riêng, một giá trị riêng trong cuộc sống này. Thay vì so sánh bản thân với người khác, hãy tập trung vào việc phát triển bản thân mỗi ngày. Hãy tin rằng bạn là duy nhất và bạn hoàn toàn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Trên con đường chinh phục thành công, chắc chắn bạn sẽ gặp phải những khó khăn, thử thách và cả những lần thất bại. Điều quan trọng là bạn phải giữ vững ý chí, kiên trì theo đuổi mục tiêu và không bao giờ bỏ cuộc. Hãy nhớ câu chuyện về nhà khoa học Louis Pasteur, người đã phải trải qua rất nhiều lần thất bại trước khi tìm ra vaccine phòng bệnh đại. Chính sự kiên trì, nhẫn nại và niềm tin mãnh liệt vào thành công đã giúp ông vượt qua mọi khó khăn và trở thành một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Hãy luôn ghi nhớ rằng, thành công không phải là đích đến, mà là cả một hành trình dài đầy chông gai và thử thách. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sẽ có những lúc bạn gặp phải những tổn thương, đau khổ và oán giận. Tuy nhiên, bạn có biết, việc giữ những cảm xúc tiêu cực đó trong lòng chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và đau khổ hơn. Học cách tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho chính mình là món quà quý giá nhất mà bạn có thể dành tặng cho bản thân. Tha thứ không có nghĩa là bạn đồng tình với hành động của họ, mà là bạn đang buông bỏ những gánh nặng trong lòng để tâm hồn được tự do và thanh thản hơn. Trong cuộc sống hiện đại đầy rẫy những lộ toan, bốn bề, chúng ta thường bị cuốn vào guồng quay công việc, học tập mà quên mất việc dành thời gian cho bản thân và tận hưởng cuộc sống. Hãy thử sống chậm lại một chút, dành thời gian cho những sở thích cá nhân, những chuyến du lịch ngắn ngày, đọc một cuốn sách hay đơn giản chỉ là ngồi nhâm nhi tách trà và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Bạn có biết, việc sống chậm lại sẽ giúp bạn cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn, trân trọng những điều giản dị xung quanh và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
Lạc quan là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến thành công và hạnh phúc của mọi người. Khi bạn có một tinh thần lạc quan, bạn sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách và luôn nhìn thấy những cơ hội mới trong cuộc sống. Hãy tập cho mình thói quen suy nghĩ tích cực, nhìn nhận vấn đề theo hướng lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Hãy luôn nhớ rằng, bạn là người kiến tạo cuộc đời mình và thái độ của bạn chính là yếu tố quyết định đến màu sắc của cuộc sống. Và đó là 10 câu chuyện về tư duy ngược mà Pew Pew muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng cuộc sống là một hành trình đầy bất ngờ và thú vị, và chính bạn là người nắm giữ chìa khóa để tạo nên những điều kỳ diệu. Đừng quên like, share và subscribe kênh Pew Pew để theo dõi những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.